Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dầu xoa Star Danafa được sản xuất tại Star Danafa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dầu xoa Star Danafa cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dầu xoa Star Danafa Camphor, Paraffin, Beeswax, Menta Avensis Oil, tinh dầu bạc hà, Thon, Eugenia Eucaryophilus Oil, tinh dầu đinh hương, eucalyptol, er Lanolin, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Cinnamomum Cassia Oil dạng bào chế dung dịch bôi da công dụng và chỉ định của thuốc dầu xoa star danafa dùng để mơ ngoài da giúp da dễ chịu thơm mát hương thơm tinh tế thanh khiết mang lại cảm giác dịu nhẹ và thư giãn cách dùng và liều dùng của dầu xoa star danafa thoa một lớp mỏng trên da dùng được nhiều lần trong ngày chống chỉ định của dầu xoa star danafa không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý, thận trọng khi sử dụng dầu xoa Star Danafa. Không sử dụng cho trẻ em dưới 30 tháng, không bôi lên vết thương hở, không để tiếp xúc với mắt. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dầu xoa Star Danafa, đồng thời biết cách sử dụng dầu xoa Star Danafa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.